trọng kính chào ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh thân mến. Lời nói đầu tiên em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyên. Em còn em là Nguyễn Văn Tây. Em tên là Lê Phạm Tường Vi. Còn em là Trần Lê Thị Phương Trinh, là học sinh lớp 921 trường Trung học cơ sở Tân Trung. Đến với hội thi sáng tạo thanh thiếu niên thi đồng tỉnh An Giang đồng 10 năm 2021 lần này, nhóm em xin tham gia sản phẩm sáng tạo tranh từ ngân hóa bồ đề. Dạ, em xin trình bày về sản phẩm của chúng em như sau. Về ý tưởng của sản phẩm, trong một lần đi chùa, em thấy trụ trì hay tặng lộc cho bà con Phật tử, nên đây nảy ra ý tưởng tại sao mình không làm tranh từ lá bồ đề để làm quà lưu niệm cho mọi người. Từ đó em rủ các bạn cùng tham gia, bởi cây bồ đề được xem là biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo và được trồng rất nhiều ở các khu di tích lịch sử, các điểm du lịch tâm linh và các cơ sở thờ tự ở địa phương em. Đặc tính của loài cây này là lá thay rất nhiều lần trong năm, nên nguồn nguyên liệu dồi dào. Em yêu vẻ mộc mạc nhẹ nhàng của những chiếc lá, vì thế trong những giờ học sinh học, chúng em rất hào hứng khi được giáo viên hướng dẫn rất kỹ để làm thế nào lấy trong lá một cách hiệu quả nhất, cộng với niềm đam mê hội họa, từ đó chúng em kết hợp lại với nhau để tạo nên dòng tranh từ gân lá bồ đề này. Để đưa ý tưởng đi vào thực tiễn, chúng em cũng không nhớ mình đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng chúng em tự nhủ với nhau rằng thất bại là mẹ của thành công. Cứ như thế, chúng em tự mày mò tìm hiểu qua sách vở và tra cứu trên mạng. Thử đến lần N, chúng em đã thành công. Sau những lần thất bại, chúng em đã tìm ra được cách xử lý lá tối ưu nhất, đó chính là ngâm. Bởi vì làm như thế, phần gân lá sẽ được giữ nguyên và ít tác động đến môi trường sống xung quanh nhất. Để tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh như thế này, thì chúng em đã dành cho khoảng 2 tháng để tìm ra những chiếc xương lá ưng ý nhất. Khâu đầu tiên là khâu chọn lá, chỉ những chiếc lá già có đuôi dài và xương cứng mới có thể sử dụng vì độ bền lâu hơn. Khi thu hoạch từ trên cây hoặc là nhặt trên về thì chúng em sẽ chuẩn bị cho bước tách xương lá. Có hai cách tách xương lá. Cách thứ nhất là chúng ta đi ngâm lá với nước từ 1 đến 2 tháng cho chất dịch độc trên lá mòn đi. Còn sau đó thì chúng ta dùng cọ hoặc bằng chải chài nhẹ theo chiều lá để tách đi phần thịt. Cách thứ hai là chúng ta có thể đem lá đi ngâm với soda, một phần soda với 10 phần nước, và đun với lửa nhỏ từ 90 phút đến 120 phút. Rồi đến khi lá mềm ra thì chúng em nên đi ngâm với nước đá để dễ tách phần dịch lộn. Sau cùng thì vẫn là dùng cọ để chà theo bề mặt lá theo chiều để tách phần thịt đi. Thu phần xương lá vừa nãy xong rồi, chúng em đem đi phơi khô để dễ bảo quản lâu hơn. Nếu muốn lá có thêm màu sắc sạch sỡ thì chúng ta có thể đem đi nhuộm với màu nước, màu acrylic. Để tranh trên lá, chúng ta có thể viết chữ thư pháp, vẽ tranh nhân gian trong hồ, làng chim, làng sình, hoặc là những tranh đặc biệt động vật và cây cỏ. Đối với màu nước thì chúng ta có thể sử dụng màu nhũ vàng, màu nước và màu acrylic. Đối với chữ thư pháp thì chúng ta có thể dùng ép stick để bảo quản được lâu hơn. Còn với những bức tranh mà dễ con vật, động vật thì chúng ta có thể đóng khung để tăng sự trang trọng cho bức tranh. Số 3 là con rụng thì chúng em sẽ đem đi tặng nhau làm quà lưu niệm, làm đồ trang trí phòng ngủ, cơ quan và phòng học. Rồi chúng ta có thể đem đi treo tường để trang trí, hoặc những bức ghế những bức tranh nhỏ thì chúng ta có thể đem đi làm bất lưng hoặc là làm chìa khóa, làm móc khóa xe. Vấn đề môi trường được giải quyết của sản phẩm là bảo vệ môi trường sống, phục vụ nhu cầu thẩm mỹ của con người, có thể làm tăng thu nhập cho các bạn có đam mê đối với nghề thủ công mỹ nghệ. Chúng em mong muốn tạo ra một sản phẩm thân thiện với thiên nhiên, với môi trường, từ những vật liệu không độc hại, làm đẹp cho cuộc sống của chúng ta và góp phần giữ gìn, phát triển, bảo tồn những dòng tranh dân gian của dân tộc ta. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường. Hiệu quả kinh tế, sản phẩm có thể đem lại nguồn thu nhập ổn định cho những bạn có đam mê đối với loại hình nghệ thuật thủ công mỹ nghệ này. Đối với xã hội,
điểm sáng tạo tái chế từ những chiếc lá mochi thành những sản phẩm có ích để làm quà lưu niệm, tranh ảnh, trang trí nhà cửa, góc học tập, cơ quan đơn vị, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta qua đó có thể phục vụ các cho các việc học tập và phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc ta. Chúng em đã thử nghiệm thành công và đã cho ra những sản phẩm như mong muốn và có giá trị kinh tế cao. Trong thời gian tới, em cũng mong muốn được quan tâm giúp đỡ của các cấp ban ngành để chúng em có thể trưng bày sản phẩm của mình nhân dịp các